quên đất đỏ trời lạnh với sương mù. Thương mến anh vượt đường xa đến đây, mưa vẫn bay mà lòng anh vẫn say, xịt thầu trong rừng sâu khi bên suối. Trong phút này là mừng, trong phút này khi chiến tranh còn gãy thêm máu lửa, thì mong mơ xin trả hết cho đời. Quê hương này còn mãi mãi nhớ anh. Vâng, em xin được chào lại tất cả các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của bên Michael Audio. Tiếp tục với những dòng hàng rất là hot cho các bác nha các bác nha. Dòng thương hiệu Anh Quốc Martin MA2004 tiếp tục có hàng để phục vụ các bác. Cách đây thì hơn 1 tháng thì bên em hết hàng, lần này về lô này cũng khá là nhiều đấy các bạn. Gần tổng cộng là gần 20 con các bác nhá. Hiện tại thì đang mở để view cho các bác cùng xem đây. Phải nói là chất lượng thì với cái phân khúc giá dưới 7 triệu trở về thì ít có dòng nào so sánh được với cái giải chép và cái giải lời của cái dòng Martin, có cái vỉ lọc đặc trưng tín hiệu đầu vào và đầu ra các bác nhé. Thì ở trên kênh của em thì khá là nhiều các video về những cái dòng hàng này rồi, các bác cũng có thể quan tâm. Ví dụ như là các bác đang được thưởng thức, em đang test đánh trực tiếp các bác nhé, đánh trực tiếp đẩy ra loa nhé. Tín hiệu thì em lấy rất là đơn giản thôi, qua một chiếc điện thoại nhé. Đó, từ một chiếc điện thoại chạy thẳng lên đẩy các bác nhá, chạy thẳng lên đẩy ra loa luôn. Nhà phải nói cho ra chất âm, chất mộc của nó đó các bạn. Già rất là hay, sạch tiếng này. Sạch tiếng và giải chép rất là mềm và sáng nha các bác nhá. Nói chung là phân khúc dưới 7 triệu thì ít có dòng nào sánh được. Đây em sẽ test một loa bên cho các bác nghe nhá. Đó, các bác đeo tai nghe thì thẩm âm được cái giải chép lên rất là sáng và mềm nhá. Lời rất là sáng. Biết bạn lòng ơi trao trả mỗi người cười. Vì hai lối mộng hai hướng trông, mình thương nhau chưa chót thì chớ mang nỗi buồn theo bước đường cho dù chưa lần. Với các tín đồ mà thích chơi âm thanh về phân khúc vừa tiền, cái thứ hai là chất lượng và bền bỉ, thì những cái dòng hàng này thì cực kỳ là hay cho các bác chơi. Kể cả các bác nghe nhạc cũng hát karaoke rất là tuyệt vời. Ok, bây giờ thì em sẽ đi chuyên sâu hơn một chút để các bác cùng quan tâm. Đói, còn các bác muốn xem nhiều video hơn thì có thể kích vào phần đăng ký kênh để nhận những video nhiều hơn của bên em sẽ đăng tải. Và những cái dòng Martin này thì quá là nhiều rồi ở trên kênh của bên em rồi. Một dòng thương hiệu nổi tiếng Anh Quốc nha các bác nhé. MA2004 mặt phay các bác nhé, mặt phay. Đó, hệ màu ghi hơi dặn sang màu xanh một chút các bác nhé. Đó, nếu mà nhìn như thế này bóng điện một chút thì nó sẽ là hệ ghi các bạn. Đây, bên trong này là một cái phần nguồn, nguồn đồng 100% nhé các bác nhé. Bao cho các bác về các bác mở ra các bác cạo dây đồng luôn, vì có nhiều video em đã làm rất là cụ thể rồi. Hiện tại đang sử dụng là 8 tụ các bác nhé, 8 tụ to nhé. Đó, 8 tụ to. Đây là mạch nhìn rất sáng nha các bác nhá. Mạch rất sáng, đợt này về thì hàng đẹp long lanh nhất. Đây em sẽ quay cho các bác những cái video nào em cũng sẽ quay trực tiếp cụ thể với cái vỉ lọc rất là chất lượng của nó. Đó là sử dụng các cái dòng tụ gốm cũng như là tụ thường để vỉ lọc rất là chi tiết ở trong này. Có một cái video em đã làm, em tháo bung cả cái nắp sau này này để các bác cùng xem luôn. Rất là chất luôn nha các bác nhá, ở dưới này. Đây là cái vỉ lọc đầu vào đó. Mà đặc thù nó lại sử dụng những cái dòng tụ gốm thì các bác biết nó chất lượng như thế nào. Ở đây sẽ là hai dơ le ngắt tín hiệu của loa các bác nhé. Đó, loa phải loa trái ở đây, và đây là dơ le khởi động nguồn này. Đây, đây một chiếc này các bác nhé. Đây cũng vậy nhá, các bác nhìn này, rất là chất lượng rồi. Các bác nhìn linh kiện này, có những phiên bản thì họ sẽ đổ cái keo đen vào đây. Cái keo đấy là cái keo nhiệt của nó nha các bác nhé, phủ trên này này. Đấy, có tùy từng phiên bản đó. Cũng là Martin nhưng mà có những lô là nó sẽ phủ cái keo đen ở trên này. Những cái lô này về thì nó không phủ các bác nhé. Không phủ. Tất cả đều bao zin cho các bác nhé. Gần 20 con này các bạn.
Video sau thì em sẽ lên tổng thể một lô luôn cho các bác. Để anh em dọn xong thì em sẽ lên tổng thể luôn. Phải nói là lô này rất là đẹp. Các bác nào mà chơi về Martin thì các bác biết về chất lượng nó như thế nào. Đường trần cho đến nay chỉ còn bờ mi khép kín, giấc ngủ nào quên, giấc ngủ nào gọi tên. Tôi nhắc nhở để mà chỉ quay về xưa làm gì. Đó, các bác có thể cảm nhận được cái giải lời lên rất là mạnh nha các bác nhá. Đẩy giải lời rất là tốt. Chép sáng mềm chống sâu. Đó. Nói chung là một cái phân khúc vừa tiền, đó, vừa tiền để các bác chơi. Dưới 7 triệu thì ít có cái dòng nào mà nó có thể vượt được nó nha các bác nhá. Đó, bao chất lượng cho các bác. Nếu mà so sánh thì phải phân khúc cao hơn. Đó, nhưng mà chơi gia đình thì những phân khúc này là quá ok rồi. Ok các bác nhé, các bác nào mà có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp Michael Audio nhé, qua số điện thoại 0977 434 361. Em cũng xin được kết thúc video, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.